Sau đây tôi xin giới thiệu các bạn cách vào màn hình chế độ Surface Mode dành cho người thợ kỹ thuật. Đầu tiên các bạn dùng hai tay để ấn nút lựa chọn công tắc số 1, số 2 giữ khoảng 5 giây. Khi đó màn hình sẽ xuất hiện ra. Theo tôi xem tôi vào số 491 sử dụng hai công tắc lựa chọn số 1 và lựa chọn số 2. Để chúng ta vào chế độ Surface Mode dành cho người thợ kỹ thuật. Như vậy chúng ta đã vào được rồi ạ. Hạng mục đầu tiên đó là lỗi về cơ khí, lỗi điện. Và thứ hai xin lỗi lỗi điện và hạng mục thứ hai lỗi về cơ khí. Hạng mục thứ ba đó là gì? Chức năng hiển thị kiểm tra thời gian thực ở trên xe của chúng ta. Hạng mục thứ tư đó là gì? Xin năng cắt in cắt out để tiếp theo đó là low injection không full, tiếp theo là turning, tiếp theo nữa là màn hình maintenance monitor giám sát về chức năng về bảo trì bảo dưỡng đó. Khi các bạn vào giám sát thì nếu các bạn ấn vào thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều những các thông tin như vậy: phin lọc, lọc nhiên liệu, lọc chống rỉ, lọc làm mát phanh, lọc dầu thủy lực. Chức năng tiếp theo nữa đó là chức năng khởi tạo. Chức năng này thường thường người ta dành cho nhà máy để update lại khi mà chúng ta họ giao máy thì họ khởi tạo lại các thông số ban đầu cho xe. Vì vậy đương nhiên các bạn không nên sờ mó gì đến. Ở chức năng giám sát bảo trì đó là maintenance monitor, các bạn sẽ nhìn thấy. Tiếp theo chức năng là operation information, tức là thông tin về vận hành. Tiếp theo đó là chức năng fix mode, slap shop và pilot better. Đây là lỗi về điện và các bạn có thể xóa đi hay không thì chúng ta đều ấn yes chúng ta xóa được. Nếu mà xóa tất cả thì chúng ta ấn on, như vậy chúng ta quay lại màn hình chính ban đầu. Tôi xin tóm tắt lại chế độ Service Mode dành cho người thợ kỹ thuật như sau. Thứ nhất, ở màn hình chính các bạn sau khi đã lổ máy, các bạn dùng hai công tắc lựa chọn số 1, số 2. Các bạn giữ khoảng 5 giây. Sau đó màn hình sẽ hiện ra Input ID, các bạn nhập 6491 vào. Như vậy sau khi nhập xong, nó sẽ ra được màn hình, các hạng mục màn hình của chế độ Service Mode. Hay nói cách khác, các bạn đã vào được chế độ Service Mode. Trong chế độ Service Mode của các bạn có 14 hạng mục. Sau đây chúng ta cùng xem tôi giải thích từng hạng mục một. Thứ nhất là hạng mục về lỗi điện. Tổng quan về lỗi điện, chúng ta có, nó có thể hiển thị được 20 lỗi gần đây nhất. Các bạn có thể xóa được từng lỗi hoặc xóa hết. Ở đây tôi lấy ví dụ, nếu tôi ấn vào trong thì nó sẽ hiển thị ra một cái lỗi, đó là lỗi như thế này. Tôi sẽ xin giải thích nội dung của lỗi. Về cơ bản, ký hiệu, bố trí của các lỗi điện cũng như lỗi cơ khí, ở đây tôi giải thích một lỗi cho chung cả hai loại. Thứ nhất đó là số lần nó đã xảy ra, số 7. Cái thứ hai đó là số giờ gần đây nhất nó đã xảy ra. Cái thứ ba chỉ cho chúng ta biết số thứ tự ở lỗi ở trong cái hạng mục đó, lỗi điện hoặc lỗi cơ khí. Cái thứ tư đó là mã lỗi để dành cho các bạn, lỗi điện hoặc lỗi cơ khí để dành cho thợ kỹ thuật để chúng ta sửa chữa. Và cái cuối cùng đó là số giờ xảy ra lần đầu tiên.
các bạn chú ý. Chúng ta quay trở lại cái hạng mục thứ hai, đó là lỗi cơ khí. Về nguyên tắc, lỗi cơ khí giống lỗi điện, cũng chứa được 20 lỗi xảy ra gần đây nhất. Và ở đây các bạn nhìn thấy cái số 5, đó là số lượng lỗi đã xảy ra. Chúng ta có 5 lỗi. Tiếp theo, hạng mục thứ 3 trong chế độ Service Mode, đó là chế độ Real Time Monitor. Như các bạn đã xem phần trước, ở trong chế độ này chúng ta có thể xem được nhiều các hạng mục khác nhau, từ động cơ, hộp số, màn hình, ECB van, để chúng ta kiểm tra nhanh xem các thông số hiện tại của máy. Sang hạng mục chúng ta gọi là chức năng giám sát đó. Sang hạng mục thứ tư, đó là chức năng hạng mục xi lanh cắt xi lanh. Chức năng này biểu hiện cho chúng ta biết, cho chúng ta xem nó có chức năng, đó là cắt xi lanh, giảm số xi lanh, để cho thợ kỹ thuật biết tình trạng kim phun của mỗi xi lanh có tốt hay là không. Từ đó chúng ta đánh giá được nó hỏng hay là không hỏng và chúng ta cần thay thế. Chức năng tiếp theo đó là low injection. Chức năng này dành cho người thợ kỹ thuật, và đặc biệt là ngành dành cho người thợ vận hành thì tốt hơn. Đó là chức năng gì? Lổ nhưng khởi động nhưng không phun nhiên liệu. Đó là gì? Xe các bạn để lâu rồi thì các bạn sử dụng chức năng này để chúng ta đề máy, khi đó thì nó sẽ gì? Kim chúng ta sẽ không phun. Chúng ta đề chay, chúng ta gọi đề chay khoảng 30 đến giây một lần. Sau khoảng thời gian khoảng 2 đến 3 phút thì chúng ta bắt đầu tắt chức năng này đi, và khi đó chúng ta lổ máy thì lúc đấy kim sẽ phun và lổ máy rất dễ dàng. Đó, chức năng thì phun. Tiếp theo đó là chức năng gì? Tuning. Chức năng này để cho các bạn khi vào chức năng này, các bạn cần các bạn thay thế các chi tiết mới khi xe chúng ta đã hỏng hóc, hoặc các sensor, các cụm chi tiết, thì các bạn vào chức năng này để các bạn gì? Cài đặt lại, điều chỉnh lại cho các chi tiết mới là phù hợp với xe. Còn nếu các bạn không cài đặt lại thì xe chúng ta nó vẫn báo lỗi. Các bạn chú ý đối với chức năng này, chúng ta hay gọi là chức năng gì? Hiển thị điều chỉnh. Sang đến chức năng số tiếp theo, đó là chức năng hiển thị chức năng cài đặt thời gian thay thế lọc và dầu. Ở chức năng này, khi các bạn ấn vào trong, các bạn có thể thay đổi cái thời gian hiển thị ban đầu của lọc hoặc dầu. Tại sao chúng ta phải làm vậy? Bởi vì dầu hoặc lọc chúng ta mua trên thị trường chất lượng khác nhau, do vậy cái thời gian sử dụng cũng khác nhau. Do vậy chúng ta phải cài đặt lại nó theo với chất lượng của từng loại dầu hoặc lọc đó. Đó, các bạn chú ý. Tiếp tục sang đến hạng mục, đó là tiếp theo đối với chức năng Operation Information này ấy, thì đó là chức năng hiển thị chức năng thông số vận hành của máy. Đặc biệt đó là chức năng tính về lượng tiêu thụ nhiên liệu trong một giờ, trong một giây. Đó, tính lượng tiêu thụ nhiên liệu trong một giờ, trong một giây, hoặc trong cả một quá trình. Cái tính năng này, nó là tính năng tính lượng tiêu thụ, hiển thị lượng tiêu thụ nhiên liệu trong một giờ hoạt động của máy. Tiếp theo đối với tính năng của chế độ Service Mode, đó là Fixed Power Mode. Chức năng này đó là chức năng chế độ động cơ được điều khiển tự động theo cái trạng thái tản. Chức năng này kiểm tra hoạt động của từng chế độ E mode hoặc là P mode của xe. Đó là kiểm tra
tính năng của động cơ, kiểm tra tính năng của động cơ. Tiếp tục sang chức năng, đó là chức năng slap shop. Đối với chức năng slap shop này để chúng ta làm gì? Chức năng này đó là chức năng chụp nhanh dữ liệu, và chúng ta có thể nói là chụp nhanh dữ liệu. Khi chúng ta sử dụng VFMS để kiểm tra các chức năng dữ liệu của xe, đặc biệt khi chúng ta mới mua xe về thì chúng ta sẽ thực hiện chức năng snapshot, nó sẽ lưu lại toàn bộ các thông số của xe, tình trạng xe mới. Nên khi chúng ta có lỗi hoặc có vấn đề, hoặc là sau một thời gian sử dụng gì thì các thông số của xe nó sẽ thay đổi. Vì vậy chúng ta lúc này chúng ta thực hiện lấy lại dữ liệu để so sánh với dữ liệu ban đầu mà chúng ta đã thực hiện snapshot đó, thì chúng ta có thể biết chính xác xe của chúng ta tình trạng như thế nào. Đó là chức năng snapshot. Sang đến gì hạng mục tiếp theo, đó là chức năng payload meter, đó là chức năng báo tải. Chức năng này thì tùy thuộc xe, có xe có xe không. Nếu các bạn có payload báo tải tích hợp ở trong màn hình này thì nó có, còn payload báo tải đời xe trước nó sẽ không có, nó sẽ ở các bạn sẽ nắp một cục riêng, nó sẽ không báo tải khi các bạn vào chức năng này. Và chức năng tiếp theo đó là chức năng operation selection. Chức năng này để các bạn thiết lập các chi tiết vận hành, cái tình trạng của thiết bị, thay đổi các đường đặc tính, thay đổi các thông số của từng chi tiết. Khi các bạn tháo lắp, đặc biệt là các bạn có thể thay đổi sử dụng cái chức năng này của từng chi tiết một, chúng ta có thể thay đổi. Đó là chức năng gì? Tùy chọn. Tiếp theo đó là chức năng gì? Chọn lựa mô đen. Chức năng chọn lựa mô đen máy này thì chúng ta chọn lựa là HD465-7. Bởi vì màn hình chúng ta tích hợp rất nhiều loại xe khác nhau, có thể HD325, có thể HD465, có thể là HD605. Vì vậy chúng ta chọn lựa là 465. Và khi đó nó sẽ làm việc với các loại xe như WA, loại xe to, nó sẽ gì hiệu quả hơn. Và chức năng cuối cùng đó là chức năng IntelliLazy. Chức năng này thì để dành cho nhà máy, chúng ta không quan tâm, họ sẽ cài đặt các thông số ban đầu khi chúng ta xuất nhập xe về, họ sẽ làm trước chúng ta. Như vậy tôi đã trình bày với các bạn tổng số 14 cái chức năng dành cho người thợ kỹ thuật.